Chú Kim Liên thì vào cái thời vua Lý Thần Tông thì nơi đây thì có một công chúa là đến đây và làm công việc là nuôi tằm. Sau này khi mà công chúa mất ở đây thì ở chỗ này dựng lên một ngôi chùa có tên là chùa Đại Bi. Thì sau này thì đến năm 1700 thì vua Lê Trung Hưng đã đổi tên một lần nữa để chuyển thành cái tên chùa là chùa Kim Liên. Chào xin các bạn. À, trong ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi khảo sát một trong những cái ngôi chùa đặc biệt rất là nổi tiếng ở tại khu vực Hà Nội, đó chính là chùa Kim Liên. Phân tích qua một chút về cái câu chuyện đó, tức là cái yếu tố phong thủy ở cái khu vực chùa Kim Liên, một trong những ngôi chùa mà có cái giá trị cũng rất là lâu đời và được lập theo cái tọa độ, tức là tọa dần hướng thân, tức là hướng tây nam. Chúng ta sẽ nhìn trước cái phần đầu tiên là ở cái phần đại cục, đúng không ạ? Ở cái phần đại cục của chúng ta ấy, thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái dòng sông Hồng nó đang đi về từ vị trí của cái phương Tây Bắc. Tức là dòng sông Hồng nó chạy về từ vị trí của phương Tây Bắc. Thì chỗ này chúng ta hay gọi là cái cồn hay là cái đảo nổi ở giữa đây. Và ở cái khu vực giờ này thì chúng ta đang lập hướng là 244 độ. Tức là vị trí của tọa dần hướng thân. Thế thì với cái cách cục như thế này, chúng ta nhìn thấy là ở cái phần đất ở, tức là cái ngôi chùa thì được lập hướng tây nam với cái thủy khẩu, tức là cái đường thủy nó đến từ vị trí của phương tây bắc và cái vị trí của cồn vào vị trí của phương Càn Hợi. Thế thì chúng ta sẽ nhìn tiếp xong cái đồ hình thứ hai, tức là cái đồ hình mà đối với cả chùa ở cái vị trí cận, tức là đối với cả hình hướng tây nam này. Thế thì nó sẽ có hai cái vị trí nó rất là vượng đối với cả chùa, thì đó chính là cái vị trí của phương nam và vị trí của phương tây bắc, tức là vị trí của phương ngọ và vị trí của phương tuất. Thế thì ở trong cái phần này thì chúng ta nhìn thấy là tính từ vị trí của chùa thì chúng ta sẽ có cái phần cái khách sạn Thắng Lợi ở phần phía dưới, nó đang rơi vào vị trí của phương nam. Ở trong chùa ấy thì có một cái điển tích rất là hay, tức là trước đây á, thì ở cái vị trí phương ngọ, tức là chỗ chúng ta đang ngồi ở chỗ này, nó có một cái giếng. Tức là trong phong thủy thì những cái nơi mà ở trong các cái đình làng, cái khái niệm về cái giếng nó không phải là một cái giếng để lấy nước, mà nó chính là một cái mà ví dụ như là cả một cái giếng đến cả cái đường kính nó rơi vào khoảng đến 30m hay 50m, hay cả một cái ao mà lớn như cái ao đằng trước thì người ta cũng dùng một khái niệm là cái giếng. Thế thì ở cái phần giếng này nó nằm ở vị trí phía nam, và một cái phần cái giếng thứ hai nó nằm ở vị trí tây bắc. Thế nếu mà tính từ tâm Tam Bảo, từ Tam Bảo ra thì một cái vị trí nằm ở vị trí của phương tuất và một cái vị trí của phương ngọ. Tức là nếu vòng phóng thủy thì đến đoạn này, đúng không ạ, đoạn chỗ này. Thế thì và nó hợp thành mới cục tam hợp dần ngọ tuất, tức là cái hỏa cục. Thì câu chuyện kể rằng, tức là cái hồ nước ở chỗ này là nó không được khai thông, nó không được khai, cho nên tức là không được khai, tức là nó có thời kỳ bị lấp đi, nó như kiểu bị lấp đi ấy. Tức là nó bị không lấp là nó do là bị mùn ấy, đã không phải cây cối rồi bùn rồi sình rồi nó bị lấp xuống. Thì khi cái phương ngọ này bị lấp xuống, thế thì nó ảnh hưởng đến cái phương vị hỏa cục. Thành ra là những cái sư trụ trì, những cái người mà trụ trì ở đây thường hay là dễ bị mắc các bệnh liên quan đến mắt. Đó. Thế thì qua cái câu chuyện như vậy, thế thì đến cái ngày hôm nay thì khi mà tôi về đây tôi khảo sát thì để đánh giá là hiện trạng, thì nhìn thấy rằng khu vực này thì cái hồ này ở phía bên dưới chỗ này đã được khơi thông và đã được kè lại, rồi sau đó là trồng sen và nước rất là trong, cho nên thành ra là cái cục hỏa này nó lại nó trở lại lại thành vượng cục. Và cái vị trí của phương tuất thúc đẩy chúng ta đã ra xem ở phần hồ bên kia thì cũng đã được lập lại cục, và cái hồ này nó đã tương đối là sạch và trong, cho nên thành ra là nó không còn có bị ảnh hưởng bởi yếu tố đấy nữa. Và đối với cục dần ngọ tuất như thế này ấy, thì ngôi chùa thì đã có cái niên đại thì là từ cái năm 1443 đến nay 600-700 năm rồi, cho nên ra là nó cũng tương đối là vượng khí. Và có điều đặc biệt là cái chùa này là xưa nay là toàn đi chủ trì. Thì cái tại sao lại có cái đi chủ trì? Bởi vì trước đây ấy, thì là ngôi chùa là vào cái thời mà vua Lý Thần Tông từ Hoa Công Chúa đến đây để ở, cho nên ra là và làm cái công việc gọi là cái trại tầm. Đấy, thì anh ra là các cái việc quản trị hay là những việc mà liên quan đến tu tập ở đây, thì những cái phần chùa này được dành chủ yếu cho các ni sư chứ không phải là chùa tăng.
Bây giờ thì kết cục của nó thì đã trở nên là tương đối là viên mãn rồi, với cái phần phía đằng sau hậu, tức là ở phần phía sau hậu đó là phần cao, thì nó đã có cái phần đê sông Hồng là che chắn, đê của sông Hồng che chắn, và nó có phần binh đường rất là rộng lớn đằng trước, đó chính là cái phần không gian của toàn bộ phần Hồ Tây, rồi cái khu vực khách sạn Thắng Lợi tạo thành cái chứng ứng tại vị trí của phương Nam, và cái vị trí của cái đảo khu vực Quảng An nằm ở vị trí của phương Tuất Tây Bắc, và chứng ứng gần đây vào thì sẽ có một cái phần hồ ở phương vị phía Tuất Càn, nó tạo thành cái hợp cục dần ở Tuất. Đây là một cái cục rất là điển hình của cái Tam Hợp Phái trong cái việc mà chúng ta định cái cục cũng như là xác định cái thế phong thủy.